Không biết cơ duyên nào đã run rủi cho tôi được gặp anh, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh. Và kỷ niệm đầu tiên, anh đã mời tôi hát ca khúc Thu Phai mà ca sĩ Thanh Thúy đã trình bày trong bộ phim Nhịp Đập Trái Tim. Và ca khúc thứ hai là ca khúc Phút Mong Chờ, nói lên tâm tư của một người con gái có người yêu ở phương trời xa xôi. Và mãi đến sau này tôi nhớ tôi đã thể hiện cho anh được khoảng 11 ca khúc. Và ca khúc Anh Đi Rồi được nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh phổ từ thơ của một nhà thơ trẻ Helen Cao đang định cư tại Mỹ. Và ca khúc này như một lời tâm sự, nói lên nỗi lòng và sự chung thủy của một người con gái. Xin mời quý vị cùng nghe. Giờ còn đâu anh hỡi, một
mình em lặng lẽ với đêm dài anh đi rồi. Biển trời mây hiu hắt nụ hôn nồng anh hứa sẽ trao em lời yêu thương dịu dàng trong giấc mộng giờ trôi theo những ngày tháng hoài mong. Anh đi rồi, hồn anh như tháng lũ từng đêm về, nghe sóng vô đau thương kỷ niệm xưa phai nhòa theo năm tháng. Còn lại gì nơi chốn cũ hoang vu? Anh đi rồi, cõi lòng em băng giá, giọt lệ sâu trong đêm tối cô liêu. Dẫu tháng ngày có muôn vàn oán trái, cuộc đời này